một số bài đi, nó là một cái đường dài mà nó giống nhau thì lại càng khó với Trâm hơn nữa. Vậy nên là đó cũng là một cái mà câu hỏi mà Trâm cũng đang rất muốn giải đáp trong thời gian tới. Thì Trâm sẽ làm sao để mà cố gắng để mà giải đáp cho mọi người sớm nhất để mọi người có thể hiểu rõ cũng như là về âm nhạc của Trâm hơn. Thực ra là đó là một cái, Trâm nghĩ là đó cũng là một cái tích cực, đó cũng là một cái ưu điểm và nó cũng là một cái nhược điểm. Cũng giống như bình thường thôi, mọi người thấy là mỗi ngày Trâm cũng sẽ mặc một phong cách khác nhau. Thì tính Trâm cũng như vậy. Thì Trâm cũng không phải là một người quá mạnh mẽ hay là quá yếu đuối hay là quá cá tính hay là quá bánh bèo. Trâm là một người giống như là mỗi một chút gì đấy nó sẽ tạo nên kiểu bảo Trâm. Thì Trâm cũng chưa bao giờ là phải bắt bản thân mình là phải cực kỳ cá tính hay là cực kỳ dịu dàng hay cực kỳ bánh bèo. Mỗi ngày Trâm sẽ đều có một style khác nhau. Thì trong âm nhạc cũng thế, thì Trâm không bắt mình phải là cứ phải lúc nào cũng phải ra một bài hát cũng như kiểu nhảy đùng đùng đùng, hay là không phải bắt bản thân là mình phải đi theo thị trường là lúc nào cũng phải hát nhạc buồn, mà đơn giản là Trâm cảm thấy thích điều đó, Trâm thích bài hát đó cũng như là Trâm cảm nhận được nó thì Trâm sẽ làm. Và Trâm cũng muốn là tìm được những cái những người đồng hành của mình cũng như là những người nhạc sĩ đi phù hợp với cái style của mình thì mình làm. Và cũng như là Trâm muốn tất cả những cái màu sắc hình ảnh của Trâm nó luôn được thay đổi. Trâm không muốn bó buộc mình vào bất cứ một hình ảnh cũng như là một thể loại nào riêng biệt. Trâm cũng thích rất là nhiều thứ. Và cái dòng nhạc mà Trâm rất thích đó là nhạc của Blackpink. Thì nó đôi khi thì nó rất là cá tính và cũng như là nó rất là chất. Nhưng mà để mà tìm được một bài hát như vậy thì sẽ rất là khó. Nhưng mà bên cạnh đấy thì Trâm cũng thích cả nhạc nhẹ nhàng nữa. Vậy nên là Trâm thì luôn dung hòa để mà mình có thể lúc thì mình sẽ ra bài mạnh mẽ, lúc thì ra bài nhẹ nhàng. Nhưng mà Trâm nghĩ rằng là mình cũng vẫn phải luôn cố gắng hơn nữa để làm sao mà có thể tạo ra được những cái màu sắc riêng. Bởi vì nếu như mà mình chưa tìm được bài hát mà giống như là nó mọi người có thể nghĩ là bình thường mình sẽ ra một cái dự án dài đi thì cái màu sắc bài hát nó sẽ giống nhau đúng không? Nhưng mà bản thân Trâm thì đôi khi sẽ khó khăn là Trâm đang hơi bị mệt mỏi trong phần tìm bài hát ấy. Đó thì đó là một cái phần khó khăn với mình, bởi vì bây giờ mà tìm một bài hát, một bài thôi đối với mình thì nó đã rất khó rồi, nhưng mà để mà tìm một số bài đi, nó là một cái đường dài mà nó giống nhau thì lại càng khó với Trâm hơn nữa. Vậy nên là đó cũng là một cái mà câu hỏi mà Trâm cũng đang rất muốn giải đáp trong thời gian tới. Thì Trâm sẽ làm sao để mà cố gắng để mà giải đáp cho mọi người sớm nhất để mọi người có thể hiểu rõ cũng như là về âm nhạc của Trâm hơn. Tất nhiên là khi một người nghệ sĩ ấy, họ sáng tác một bài hát thì phải có màu sắc riêng của họ rồi. Tại vì Lily là một người sáng tác giai điệu thì nghe rất là ngọt ngào. Chỉ cần nghe cái giai điệu thôi là biết là nhạc của Lily rồi. Thì bởi vì Trâm thích cái điều đó của Lily, thế nên là Trâm đã kết hợp với Lily. Và bên cạnh đó cũng như là cái lời bài hát mà của Lu ấy thì là do anh Olicy viết. Đó, thế nên là mọi người sẽ cảm thấy là nó có một số cái màu sắc riêng của những người nghệ sĩ đó. Nhưng mà khi mà bắt đầu Trâm phối bài hát này cũng như là mình tìm kiếm một cái gì đấy cách hát đi, làm sao để mà cái bài hát đấy nó sẽ rõ màu sắc của Thiều Bảo Trâm hơn, thì Trâm nghĩ là khi mà mọi người nghe, mọi người thấy cách mà Trâm luyến láy trong bài hát cũng như là cái giọng hát của mình cất lên thì mọi người sẽ cảm nhận được rõ là âm nhạc của Thiều Bảo Trâm như thế nào. Tại vì trước đây ấy, khi mà cái bản demo thì nó có một chút gì đấy nhẹ nhàng hơn, nó mong manh hơn, nó ngọt ngào hơn, thì sau đấy là Trâm đã tìm đến anh Ramastic. Tại vì Trâm thì Trâm không muốn bài hát này nó quá ủy mị, thì Trâm đã nhờ anh Ramastic là nói chung cộng Trâm cũng không nói nhiều. Tại vì Trâm cũng biết là cái style của anh Ramastic là như thế nào. Thì khi mà anh Ramastic làm xong á, là Trâm hoàn toàn rất là ưng ý luôn. Bởi vì khi mà nghe cái bản phối của anh ấy thì nó có một cái gì đấy cá tính hơn, nó mạnh mẽ hơn. Thì Trâm nghĩ là khi mà mình đã sửa này, chỉnh sửa cũng như là mình tìm kiếm một cái phong cách cho bài hát nó có màu sắc hơn ấy, thì đến cái bản phối cuối cùng cũng như là cái bản master cuối cùng thì nó đã rất rõ hình ảnh của Trâm trong đó rồi. Mọi người thấy là bài hát này nó không quá ủy mị đâu, nó cũng vẫn có một cái gì đấy giống như là cái beat, xong rồi cách mà Trâm luyến láy cái phần điệp khúc một xíu. Tại vì Trâm cũng có xin Ly là của chị hát theo cách của chị có đổi một vài nốt thì có được hay không, thì Ly cũng đã đồng ý để mà cho Trâm có thể làm cái bài hát mình, nó cái bài hát đấy nó trở nên là của mình hơn, chứ nó không phải là mang một màu sắc quá rõ ràng của những nghệ sĩ cũng như là của những khi mà ban đầu thì Lily viết cái bài hát ấy, nó mong manh hơn và Trâm đã phải luyến này cũng như là phải thay đổi cách hát một xíu để cho nó trở nên là thành của mình. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Từng nỗi nhớ không phải...
phơi dần đi, chỉ lớn thêm nhanh. Buồn nơi con tim em, làm sao mà anh hiểu thấu.